Hôm nay không hiểu sao chúng tôi lại thấy ông Nghị Nhân Bonsa, ông Dr. Yêu lại có một cái loại thời trang kinh dị là sử dụng nón lá là nón truyền thống của Việt Nam đi chung với lại những loại mà gọi là quần áo rất là lạ lùng như thế này. Xin ông Dr. Yêu cho biết là tại sao lại hôm nay ông lại mang cái nón lá mà trên nón lá lại có cái chữ là Aldo Hitler là như thế nào? Và kế bên là có cả ông tổng thư ký Sera, bữa trước chúng ta đã thấy ông mọc lông chồn, bây giờ ông lại xuất hiện ngay nguyên một cái áo lông chồn luôn. Thời tiết lạnh quá, có lẽ mọi người bị lãng sản hết rồi. Thấy về danh nhân bonsa và vườn tượng nha. Đây là sáng kiến tạc tượng danh nhân bonsa của ông Etcetera. Rồi trở lại với lại ông cho biết một cách cụ thể tại sao lại có một cái loại nón trong, lá đi lần đầu tiên trong lịch sử của California đã có một trận mưa kéo dài suốt một tuần lễ, vì thế Dr. Yêu có khoảng 4-5 cái chiếc dù để mà che mưa, nhưng mà tự nhiên đi ngang qua một cái tiệm tạp hóa của người Việt Nam ở Phước Lộc Thọ đó, nhìn thấy mấy cái nón lá mà biểu tượng của quê hương tổ quốc của chúng ta, vì thế tôi nhìn thấy và đối với tôi thích những cái trang phục lạ lùng để cho biểu diễn cho thế giới này là quê hương Việt Nam chúng ta có cái nón lá để che mưa che nắng, vì thế tôi đổi cái nón lá, tôi rất là thích thú, bởi vì không ai đủ bản lĩnh, đủ quyền lực mà đội những cái nón lá của người Việt Nam. Tại sao chỉ có dành cho phụ nữ thôi? Ở Hoa Kỳ phụ nữ là number one của vũ trụ, mà tại sao chúng ta không có đồng song hành và đặt cái tư tưởng của người đàn ông trở thành ngang ngửa với người phụ nữ? Vì thế tôi đổi nón lá để tôi chứng minh là tôi và người phụ nữ trên thế giới, nhất là phụ nữ Việt Nam này, rất là có duyên, rất là hấp dẫn với chiếc nón lá của người Việt Nam. Về mặt đường nét thì chiếc nón lá Việt Nam nó có những cái đường nét êm dịu và nhẹ nhàng, trong khi ông thường hay mặc những cái loại thời trang gồ ghề và rất là quằn quại. Thí dụ như là chúng ta thấy cái thắt lưng ở đây nè, như một con hổ cáp ngay chỗ này đó. Đúng là tại tôi tuổi là hổ cáp. Trong vấn đề thời trang, làm sao mà có thể kết hợp được những cái nét mềm mại của chiếc nón lá Việt Nam với là những loại thời trang kinh dị như thế này? Đó là cái nhìn bình thường của loài người, không nhìn được những cái sự kết hợp giống như là một bức tranh puzzle vậy đó, bức tranh lắc léo chỉ có ăn khớp với nhau. Mà Dr. Yêu là người mà biết làm thơ, biết họa, biết nhạc, vì thế phối hợp những cái sự mạnh mẽ đối với những cái sự mềm dẻo trở thành một cái thời trang đặc biệt mà Dr. Yêu design cho thế giới loài người. Cái trên đỉnh của nón lá chúng ta thấy có huy hiệu và cái tên của ông trùm Đức Quốc Xã, cái đó là do cái nón là anh mua đã có rồi hay là ông cố tình tạo ra? Một cái nón được điểm trang cho hình ảnh này kia cho vui. Những hành động ác độc của ông ta đối với thời buổi bây giờ thì tôi không muốn để qua một bên. Điều mà tôi muốn chú ý là tại sao ông này trở thành một vị một nhà độc tài mà nổi tiếng trên thế giới. Ông phải có cái khôn ngoan, có cái khả năng, có cái bản lĩnh thế nào đó. Một cái sự tức là sự hiện diện của ông ta vào thời của ông ta đó làm cho cả thế giới phải kinh khiếp. Và tôi muốn tìm hiểu quyền lực gì, động cơ gì mà ông ta trở thành một nhà độc tài dữ dội đó. Vì thế tôi nghiên cứu và tôi nhờ một người ký giả Đoàn Trọng vẽ cái biểu hiệu Hitler ở trên cái nón này, để tôi đang tìm hiểu và nghiên cứu cái khả năng, cái quyền lực đặc biệt. Sáng kiến của Tổng thư ký của báo Việt Weekly là tạc từ những bức tượng của những danh nhân, những người mà nổi tiếng của cộng đồng của chúng ta tại vũ trụ Bonsa Việt Nam. Vì thế tôi là người được lựa chọn để mà là một trong những bức tượng đầu tiên, mà nếu có được thì sẽ là bức tượng đầu tiên đặt ở đường Bonsa. Đó nhìn là hình ảnh của mình gọi là cụ thể, đứng trên một bức tượng sừng sững như vậy, ông có cảm giác sợ hãi gì không?
Tôi đã viết trong cái bài thơ là có những vị doanh nhân nổi tiếng khắp thế giới và sẽ nổi tiếng đời đời, như là Tổng thống Abraham Lincoln, như là tượng hình của Chúa thể yêu tư thương của vũ trụ là Chúa Giê-xu, cũng như là Phật tổ khắp mọi nơi trên thế giới, để trở thành, để được nặn thành một cái bức tường, thật là một vinh dự lớn lao của nhân loại đó, chứ không phải là một vinh dự tầm thường của cả vũ trụ. Người Việt Nam thì thường hay có tính dị đoan, nhiều khi vẽ hình cũng đã sợ chết rồi, huống chi dựng những cái tượng to tổ bố như vậy, thì ông có sợ bị Nếu mà nói sự sợ hãi thì tôi là master, tôi là chủ đề của cái đề tài sợ hãi. Con người ta sợ tới 21 điều lận. Ai mà không sợ chết, ai mà không sợ đau ốm, ai mà không sợ nghèo đói. Đối với Dr. Yêu là con thân yêu, là bạn của cha trời, là người mà được cha trời kêu là ban cho nhiều ơn phước, làm sao mà sợ ba cái chuyện ví dụ sự chết. Tại vì được cha trời chiều chuộng và thương yêu thì sợ ba cái chuyện nhỏ bé này chắc có lẽ không có trong óc não của Dr. Yêu.